Như vậy là trận đấu đã bắt đầu, và trong hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ U22 Philippines ở phần sân bên phía tay trái màn nhỏ của quý vị và các bạn, U22 Timor Leste trong trang phục màu trắng sẽ ở phần sân bên phía tay phải. Tình huống chủ động tấn công của các cầu thủ U22 Philippines, Genivio, một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất bên phía U22 Timor Leste trong hai trận đấu đã qua. Đội hình của U22 Timor Leste thì vẫn cơ bản là như vậy. Bộ đôi trung vệ gồm có Anizo số 4 và Olaga, những cầu thủ có thể hình tốt và lối chơi rất mạnh mẽ. Cánh phải là sự hiện diện của Hao Haley, một cầu thủ có khả năng tấn công rất tốt. Còn cánh trái là sự có mặt của Ocelio, một hậu vệ bên trái nhưng có lối di chuyển rất đa năng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là những cầu thủ có thể hình không quá ấn tượng nhưng chơi kỹ thuật và rất thông minh, đó là Cristiano Fernandez, mà số 5, và John de Oliveira. Cánh trái là sự có mặt của Luis Ribeiro, và cánh phải có lẽ là sẽ có sự có mặt của Cornelis Mourinho và Genevieve Mota, là những người chơi cao nhất trên hàng tấn công. Lúc này thì Mota đang được điều chỉnh sang bên phía hành lang cánh trái. Cornelis đang được xếp đá chơi tiền vệ tấn công, cho mũi nhọn cao nhất là Mourinho. Tình huống không chế bóng rất mềm của John de Oliveira. Mourinho, Genevieve cũng thuộc dạng máy chạy của cao thủ Timor Leste. Anh liên tục di chuyển, liên tục tạo ra những động tác xử lý kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Nhưng rất tiếc là Genevieve thiếu đi những sự kết nối trên hàng tấn công. Hôm nay thì anh sẽ có được nhiều lợi thế hơn khi Mourinho đang là người được xuất hiện ngay từ đầu để tạo ra những sự kết nối trên hàng tấn công của U22 Timor Leste. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên, và người pha bóng là Noan Leder, một trong hai trung vệ của cầu thủ U22 Philippines. Cơ hội và không chơi bóng không tốt của Cornelis. Điểm yếu của các cầu thủ U22 Timor Leste đó là họ rất yếu kém trong những tình huống xử lý cuối cùng, những đường truyền cuối cùng, những tình huống dứt điểm cuối cùng. Ngoại trừ Mourinho thì U22 Timor Leste gần như là không có tiền đạo nào biết dứt điểm. Genevieve có thể cầm bóng rất hay, đột phá rất mạnh mẽ, nhưng cứ đến cửa cầu môn thì Genevieve lại không có được những tình huống dứt điểm chất lượng. Bây giờ sẽ là cơ hội lên bóng của các cầu thủ U22 Philippines. Philippines thì vẫn như vậy, chơi rất đơn giản. Madocampo, vẫn là Madocampo, không vượt được qua sự truy cản của trung vệ Olaga. Đây là huấn luyện viên Robert Gemgeye, huấn luyện viên trưởng của cầu thủ U22 Philippines. Fias và xử lý hết sức bình tĩnh của Cameras. Vẫn là những pha xử lý của John de Oliveira và sự tiếp ứng của Cristiano Mourinho. Vẫn là sức ép pressing rất lớn đến từ các cầu thủ mặc áo trắng. Nhưng lần này thì U22 Philippines đã thoát pressing thành công. U22 Timor Leste đang cho thấy được sự tiến bộ, nhưng sự tiến bộ này cũng chưa thể hiện được một sự bật vọt và một sự lột xác thực sự đối với nền bóng đá vốn dĩ không được đánh giá quá cao ở khu vực Đông Nam Á. Trước đây thì Timor Leste luôn bị đánh giá nằm ở nhóm cuối cùng với Brunei. Lào hay Campuchia. Đó là bốn đội bóng
thường xuyên góp mặt trong những vòng đấu playoff. Nếu như chúng ta chỉ chọn ra 8 cái tên hoặc là 10 cái tên tham dự những giải đấu lớn của khu vực Đông Nam Á. Thì lúc này thì Timor Leste cũng đã chuyển mình, họ mạnh mẽ hơn trong những cuộc đối đầu ở top dưới và cũng đã chơi một cách ngang ngửa với những đội bóng ở nhóm trên. Ví dụ như trận đấu ở lượt đấu thứ hai của đối đầu giữa U2 Timor Leste và U2 Myanmar, đội bóng của huấn luyện viên Sun Tae Park đã chơi hay trong phần lớn thời gian của trận đấu và họ chỉ chịu thất bại với tỷ số 0-1 sau sai lầm đáng tiếc của thủ môn Jorginho Genevieve. Lúc này thì U2 Timor Leste cũng đang là đội bóng có được khả năng kiểm soát bóng tốt hơn. David Setter và xử lý của Bugat. John de Oliveira, Anizo, Jorginho, Ocelio. Đường chuyền của John de Oliveira, khoảng trống và tốc độ, Genevieve đang băng rất nhanh, căng ngang, không được, vẫn là những đường chuyền cuối cùng. Mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng rất tiếc là Luis Ribeiro đã không thể thực hiện đường chuyền căng ngang một cách tốt nhất. Có tốc độ, có khoảng trống, rất tự tin, nhưng đáng nhẽ phải căng ngang thì anh lại thực hiện đường chuyền trả ngược. Đó là một quyết định chuyền bóng chưa thực sự hợp lý của Luis Ribeiro. Olaga và Mourinho. Mourinho đá lùi sâu để hỗ trợ cho tuyến giữa. Người đã bị phạm lỗi đó là Olaga. John de Oliveira. Mourinho! Quá hay, quá tuyệt vời, tình huống phối hợp tuyệt vời của John de Oliveira và Mourinho. Một pha bóng phối hợp ghi bàn ở một đẳng cấp rất cao. Người chuyền cũng hay, người di chuyển cũng cực kỳ tuyệt vời. Và sự lựa chọn dứt điểm cuối cùng của Mourinho thì nó là hoàn hảo. Di chuyển tốc độ, phá bẫy việt vị, đường chuyền rất vừa tầm của John de Oliveira và pha tiếp bóng rất tinh tế của Mourinho. Pha chạm bóng tinh tế vừa đủ đưa trái bóng vượt qua tầm kiểm soát của Camaras và hướng về phía góc xa. Và đây là sự hài lòng đến từ huấn luyện viên Sun Tae Park. Những ưu thế, những nỗ lực của U2 Timor Leste đã được trả thưởng bằng một bàn thắng rất đẹp của Mourinho. Bảng xếp hạng của bảng A lúc này, Indonesia đang độc chiếm ngôi vị đầu bảng. Như vậy là tiếp tục lại là một bất ngờ lớn nữa xảy ra trên sân. Dennis Chung Salaza đã không kiểm soát được tâm lý thi đấu. Anh đã có một hành vi vào bóng thô bạo với cầu thủ bên phía U2 Timor Leste. Riêng pha vào bóng này cũng đã xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp rồi. Chứ chưa nói đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của Chung Salaza, ngôi sao được kỳ vọng nhất trên hàng tấn công của U2 Philippines, đã không thể kiểm soát được bản thân mình. Một pha bóng vô cùng đáng trách của Chung Salaza. Dennis Chung Salaza là phát hiện của U2 Philippines tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Lúc đó thì Chung đã chơi cực kỳ ấn tượng, kỹ thuật và hiệu quả.
bên phía hành lang tấn công biên. Genevieve vẫn mang lại những hiệu quả nhất định trong tấn công của đội bóng áo trắng. Mourinho. Lucas đã nóng mắt sau những tình huống bố may của các tiền đạo bên phía U2 Timor Leste. Một quả đá phạt trực tiếp dành cho U2 Timor Leste. Thông thường thì Mourinho sẽ là người thực hiện những quả đá phạt trực tiếp cho U2 Timor Leste, nhưng đó là một vị trí ở gần với khu vực trung lộ hơn. Đây là một quả đá phạt có góc sút hơi hẹp, có vẻ như Mourinho vẫn đang là người chủ động đặt bóng và sẽ đích thân thực hiện cú đá phạt này. Mourinho. Philippines chỉ có 3 cầu thủ làm rào. Cú đá nhẹ của Mourinho. Rõ ràng là sau khi bị chấn thương trước khi SEA Games diễn ra, Mourinho đang không ở một phong độ tốt nhất về cả về thể lực lẫn cảm giác bóng. Nhưng có lẽ là U22 Timor Leste cũng cần phải nhớ rõ bài học của U22 Campuchia. Đội chủ nhà cũng đã có được một hiệp đấu dễ dàng trước các cầu thủ U22 Philippines, cũng có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Nhưng sau đó thi đấu chủ quan trong hiệp 2 và để cho U22 Philippines có được bàn gỡ ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Một pha xử lý có phần hời hợt của Mourinho và mất bóng. Genevieve. Vẫn là Genevieve. Genevieve. Dứt điểm góc hẹp. Cameras đã cứu bóng bằng chân. Olaga. Bóng chạm xa ngang sau tình huống dứt điểm bất ngờ của Olaga. Thủ môn Cameras cũng đã giật mình, không hề có một sự phản xạ nào. Và có vẻ như anh nghĩ là bóng đi ra ngoài. Còn đây là pha bóng mà các hậu vệ của U22 Philippines đã để cho Genevieve múa may một cách thoải mái trước khi thực hiện tình huống dứt điểm. Còn đây là cú đá bất ngờ của Olaga, bóng chạm mép trên xà ngang. David Setter. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Cameras. Galantes. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên là 2 phút. Cristiano. Genevieve. Vẫn là Genevieve. Haohale. Đường truyền khá tệ của Haohale. Nhưng U22 Philippines cũng không có cơ hội phản công. Những cú nước rút mất sức của Matt Ocampo. Oselio. Setter. Bugas. David Setter. Frias. Mourinho. Oliveira đứng chuyền hay. Cornelis. Genevieve. Mourinho. Ribeiro. Cảm giác bóng của Ribeiro không tốt. Rất nhiều những đường truyền thuận lợi đến với Ribeiro, nhưng cầu thủ này không biết phải làm gì. Ribeiro là một cầu thủ có thể lực tốt, khả năng tăng tốc và bứt phá bên phía hành lang biên là hết sức ấn tượng. Nhưng kỹ năng xử lý bóng của Ribeiro thì khá tệ. Có rất nhiều bóng nhưng chưa một lần Luis Ribeiro tạo ra được một sự khác biệt. Mourinho.
Luis Ribeiro. Nhưng Ribeiro chưa kịp tạt bóng thì trọng tài Patao Sim đã thổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Hiệp 2 đã chính thức trở lại và trong hiệp 2 thì các cầu thủ U22 Timor-Leste trong trang phục màu trắng sẽ ở phần sân bên phía tay trái mảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Các cầu thủ U22 Philippines trong trang phục màu xanh sẽ ở phần sân bên phía tay phải. Nỗ lực đột phá không thành công của Gavin Muenz. Một cầu thủ đang bị đau và trận đấu đã được tạm dừng. Người đá bị đau sau tình huống va chạm vừa rồi đó là Bugas. Bugas đã bị đau sau tình huống va chạm với Luis Ribeiro. Sau khi tiếp bóng thì đầu gối của Ribeiro đã va vào đầu gối của Bugas. Trọng tài đã tạm dừng trận đấu trong một tình huống bóng sống và bây giờ thì có lẽ trái bóng sẽ được trả lại cho các cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Timor-Leste. Họ đang là người chủ động kiểm soát bóng trước khi trọng tài tạm dừng. Oliveira. De Oliveira. Cristiano. Anizo. Lúc này thì Andres đang là người chơi cao nhất trong tấn công của các cầu thủ U22 Philippines. Khác với một thế trận cam chịu trong quãng 20 phút cuối của hiệp đấu đầu tiên, thời điểm mà Trung Salazar bị thẻ đỏ rời sân. Bắt đầu hiệp 2, cao thủ U22 Philippines đã đẩy cao đội hình và pressing ngay ở phần sân của cao thủ U22 Timor-Leste. Oliveira. Genevieve. Genevieve đã không thể vượt qua được Carino, cầu thủ mới vào sân và đang còn rất khỏe. Center. Đội hình 4-1-4 của U22 Philippines đã được đổi thành 4-4-1. Lúc này thì họ đã có tiền đạo mũi nhọn, đó là cầu thủ mang số 9 Andres. Ribeiro và Galantes. Và di chuyển rất thông minh của Oliveira, nhưng sau đó là những tình huống bật tường có phần mấy móc của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Pha xử lý chưa thành công của Bugas, nhưng rõ ràng là tinh thần sự máu lửa của các thủ U22 Philippines đã được thể hiện trong những phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2. Họ ở vào thế không còn gì để mất. Thất bại trong trận đấu này hoặc thậm chí là tỷ số hòa thì U22 Philippines cũng sẽ gần như là không còn cơ hội để đi tiếp. Indonesia đang thể hiện một phong độ ấn tượng tại bảng đấu này với 2 chiến thắng liên tiếp, ghi được 8 bàn thắng và chưa để lọt lưới một bàn thua nào. Indonesia đang là đội bóng thể hiện phong độ ấn tượng nhất của giải đấu năm nay. Họ là đội duy nhất cho đến lúc này chưa để thủng lưới. Những đội bóng được đánh giá là mạnh của bảng B như Thái Lan hay Việt Nam thì cũng mới chỉ ghi được 5 bàn và cũng đã để lọt lưới. Mourinho không vào. Ở lần đối mặt thứ hai của Mourinho với Camaras thì tiền đạo mang số 10 của U22 Timor-Leste đã không thể chiến thắng được thủ môn bên phía U22 Philippines. Lần này thì Mourinho đã không có được những bước xử lý thực sự hoàn hảo. Nhịp tiếp bóng một nhẹ khiến cho Mourinho phải có thêm nhịp dấn ở bước tiếp bóng thứ hai. Cornelis. Đó là đã có lỗi dịch vụ của Genevieve. Thank you.
Gavin mất bóng nguy hiểm. Oliveira đường chuyền ngang không vào. Tình huống bỏ lỡ rất đáng tiếc của Cornelis. Mourinho rồi Oliveira đã làm tất cả những gì tốt nhất để đặt Cornelius vào một vị trí vô cùng thuận lợi. Ribeiro! Lần này thì Luis Ribeiro đã xử lý một cách hoàn hảo. Di chuyển hay, phá bẫy việt vị, thực hiện tình huống dứt điểm bằng một cú chích mũi tinh tế, nhanh nhẹn và cũng rất tinh quái để có thể hạ gục được thủ thành Camaras. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Không hề có lỗi việt vị của Luis Ribeiro. Hậu vệ phải của U22 Philippines đã lên quá chậm. Và trước đó là một đường chuyền cực kỳ tinh tế của John de Oliveira, cú đá xuyên qua khe hai chân của một cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Philippines, đặt Luis Ribeiro vào thế đối mặt với thủ thành Camaras. Và lần này số 17 của U22 Philippines đã có được một pha xử lý tuyệt vời. Một bàn thắng rất xứng đáng cho những nỗ lực của U22 Timor-Leste trong những phút đầu tiên của hiệp 2 và đặc biệt là trong suốt trận đấu này. Olaga đã tràn sang phần sân của đối thủ. Được thực hiện là Genevieve. Mourinho. Mourinho và Bugas. Anizo. U22 Timor-Leste đang rất điềm tĩnh kéo giãn đội hình phòng ngự của U22 Philippines. Mất bóng nguy hiểm. Anizo đã kịp sửa sai. Mourinho. Đường chuyền của Mourinho. Cornelis. Vẫn là Cornelis. Dứt điểm không được. Vẫn còn. Bóng đã rung lưới các cầu thủ U22 Philippines nhưng không có bàn thắng thứ 3 dành cho Timor-Leste. Lỗi việt vị của Cornelis. Lỗi việt vị hoàn toàn chính xác. Marcelo cũng là một cầu thủ rất nhanh nhẹn, có cái chân trái khéo léo, hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa về kỹ năng tấn công. Nhưng có lẽ cũng do yêu cầu của huấn viên Suntep Park hôm nay, Marcelo không lên nhiều. Mourinho đối mặt Mourinho. Không hiểu điều gì đang xảy ra với ngôi sao Mourinho. Và đây là cái ôm đầu khó hiểu của huấn viên Suntep Park. Vẫn là những đường truyền cực kỳ sáng tạo và chính xác của De Oliveira. Mourinho đối mặt với khung thành của Camaras nhưng xử lý rất vô duyên. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống vẩy má vào phía trong thì cũng sẽ tạo ra một cơ hội rõ rệt, vì có một người đồng đội của Mourinho đang di chuyển chống trải ở phía bên trong. Rubrico. Như đã nói, đó là một tình huống mà U22 Philippines có được hơn 10 đường chuyền kiểm soát bóng. Và sau đó thì Carino đã thực hiện một quả tạt rất đẹp cho Galantes. Andres. Đá từ rất xa của Andres và đó là một tình huống dứt điểm không có lực. Nhưng tinh thần của U22 Philippines trong những phút vừa rồi là đáng khen. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Carino. Đường tạt bóng rất chuẩn xác và pha dứt điểm của Galantes là không tệ. Một cú đá bóng sống, một cú vô lê rất đẹp mắt. Chỉ tiếc là tình huống dứt điểm cuối cùng của Galantes, bóng lại hơi gần vị trí mà thủ thành Jorginho đã chọn. Với việt vị thuộc về Elias. Bây giờ thì Quintal mới được đưa vào sân. Lẽ ra Quintal cần phải được đưa vào sân sớm hơn để tận dụng tốc độ của cầu thủ này, Mario Quintal, số 18, vào sân để thay thế cho Cornelis. Quintal đã đá chính trong hai trận đấu đầu tiên của U22 Timor-Leste bên phía hành lang cánh phải. Luis Ribeiro, Elias, không được, dứt điểm
quá non của Elias. Đường chuyền trước đó của Luis Ribeiro cũng là chưa thực sự tốt. Đường chuyền không tạo ra được lợi thế cho đồng đội bên phía trong. Nếu như đường chuyền của Luis Ribeiro có lực tốt hơn thì Elias sẽ có được vị trí dứt điểm thuận lợi hơn. Đường chuyền non của Ribeiro khiến cho Elias cần phải tăng tốc ra để lấy bóng, và lúc đó thì góc sút của anh đã bị hẹp đi rất nhiều. Trong đội hình của U22 Philippines sẽ còn rất nhiều những cầu thủ có thể thi đấu tiếp ở SEA Games 33. Có thể kể ra một số cái tên như Kamin Arun, hậu vệ mang áo số 4, sinh năm 2004. Daniel Christensen, hậu vệ dự bị, sinh năm 2004. Noan Ledden, cầu thủ đang thi đấu ở Mỹ, sinh năm 2003, cũng sẽ có thể còn thi đấu tiếp. Sancho Rublico, sinh năm 2005, thậm chí là có thể thi đấu tới hai kỳ SEA Games nữa. Hậu vệ phải David Center cũng có thể thi đấu được một kỳ SEA Games nữa, anh sinh năm 2004. Những cầu thủ tiền vệ thì Gavin Nguyen mà áo số 14. Genevieve Goal! Lượt ghi bàn là Elias, một pha đệm lòng rất quyết đoán. Nhưng trước đó thì công lao thuộc về Genevieve. Genevieve cuối cùng cũng đã có được một pha xử lý có thể nói là cực kỳ ấn tượng. Niềm vui của những cầu thủ trẻ bên phía đội hình của U22 Timor-Leste. Chúng ta cùng xem lại pha thoát đi của Genevieve. Rất quyết tâm, và sau đó là tình huống trả ngược vừa tầm để cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Elias đã có một tình huống đệm lòng quyết đoán, hạ gục thủ môn Cameras, mang lại chiến thắng 3-0 cho các cầu thủ U22 Timor-Leste. Tất nhiên là chiến thắng này chưa thể, và nó chính xác là không thể giúp U22 Timor-Leste đi tiếp, nhưng nó sẽ tạo ra niềm tin để Timor-Leste bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với các cầu thủ Indonesia. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5. John de Oliveira đã được rút ra nghỉ và vào thay cho anh là Alexander. Amirun, Ruiz, Galantes. Quả tạt quá mạnh của Galantes, bóng không đến được vị trí của Andres. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này đã kết thúc và trận đấu đang bước vào những phút bù giờ. Hiệp 2 sẽ có 3 phút bù giờ, và đây đang là thời điểm của phút bù giờ thứ 2. Chiến thắng đã nằm chắc trong tay U22 Timor-Leste, và họ sẽ vươn lên vị trí thứ 4 với hiệu số, thậm chí là họ còn tốt hơn U22 Myanmar, khi mà ngày hôm nay Myanmar đã thất bại 0-5 trước Indonesia, cũng là một kết quả hết sức bất ngờ. Nhưng đối đầu thì U22 Timor-Leste đã thất bại trước U22 Myanmar, một trận đấu mà họ đã để thua sít sao với tỷ số 0-1. Một trận đấu mà chắc chắn là viên Suntin Park cùng với các cầu thủ của mình sẽ rất tiếc nuối, khi mà sai lầm duy nhất của thủ môn Jorginho đã mang lại bàn thắng cho U22 Myanmar. Gavin Muens, Ries, Galantes, Ries.
Carino, người cắt bóng là Olaga. Giây thi đấu cuối cùng, cuộc đối đầu giữa U22 Timor-Leste và U22 Philippines, đó sẽ là một kỷ niệm rất đẹp đối với những cầu thủ trẻ của huấn viên Sun Tae Park tại giải đấu lần này. Nó cũng sẽ đánh dấu cho một sự phát triển của bóng đá Timor-Leste khi một đội trẻ của họ đã giành chiến thắng tới 3-0 trước U22 Philippines, một đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều, một nền bóng đá cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với nền bóng đá non trẻ của Timor-Leste.